Phải nói thật với anh em là mỗi một khi mình đánh giá những chiếc smartphone Oppo, mình cảm thấy khá là nhàm chán. Vì xuyên suốt một khoảng thời gian, ngôn ngữ thiết kế thì không có quá nhiều thay đổi. Đến thời điểm hiện tại thì thuật toán xử lý hình ảnh về camera thì gần như là tương đồng qua các thế hệ và không có quá nhiều thứ để chúng ta tìm ra điểm khác biệt. Không biết là đối với một chiếc máy như là Oppo A77s điều này đã thay đổi hay chưa? Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store và đây là bài đánh giá chiếc Oppo A77s. Rồi đầu tiên, nếu như các bạn đang mong chờ về một chiếc máy có sự lột xác về ngôn ngữ thiết kế thì chúc mừng bạn. Chiếc Oppo A77s này chả có sự khác biệt gì so với những chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm trung của Oppo. Vẫn là một module camera quen thuộc, vẫn là cách đặt camera cũng như là cách đặt cụm đèn flash LED gần như tương đồng so với chiếc Reno 8 và thậm chí là giống đến cả cách đặt logo Oppo. Tuy nhiên thì chiếc Oppo A77s này vẫn biết cách để biến nó trở thành một phiên bản khác biệt một chút. Khi mà chúng ta có các tùy chọn màu sắc và hiện tại trên tay của mình đây đang là phiên bản màu xanh, giúp cho chúng ta có một hiệu ứng thị giác khi chúng ta di chuyển qua các góc nhìn ánh sáng tốt hơn. Phần khung của Oppo A77s thì vẫn được làm vuông và để tránh trường hợp đem đến cảm giác cầm nắm cấn tay thì chiếc máy này cũng sẽ có những đường diamond cut để có thể một phần nào đấy hạn chế được những nhược điểm ở trên những chiếc máy có phần viền vuông. Với mình thì đây là một ngôn ngữ thiết kế đã xuất hiện trên rất nhiều những chiếc máy của Oppo rồi. Bây giờ đẹp hay xấu là tùy mắt các bạn mà thôi. Tuy nhiên đây cũng là một con dao hai lưỡi vì tính nhận diện ở trên chiếc Oppo A77s này sẽ không quá cao. Và đặc biệt hơn hết, đối với những bạn nail op chúng ta nhìn chiếc máy này thì nó cũng chả khác gì chiếc Oppo Reno 8 cả. Ngược lại, nếu như những bạn nào dùng Reno 8 mà đeo op vào thì chúng ta cũng chả nhận ra được đâu là chiếc Oppo A77s và đâu là chiếc Oppo Reno 8. Sự khác biệt sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta quay sang phía mặt trước, chiếc máy này sẽ được trang bị kiểu thiết kế màn hình là màn hình giọt nước. Với mình thì đây là một ngôn ngữ thiết kế rất cũ rồi và với một chiếc máy trong phân khúc tầm giá 6,3 triệu đồng, mình có quyền kỳ vọng nhiều hơn vào một sự thay đổi về ngôn ngữ thiết kế và phần viền dưới của A77s thì vẫn khá dày. Vấn đề ở đây đấy là việc chiếc máy này được trang bị màn hình IPS LCD, thế nên phần viền dưới không cân đối so với những phần viền khác là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong với phần thiết kế, đến với phần màn hình. Như mình đã đề cập vừa nãy, chúng ta sẽ được trang bị một tấm nền màn hình IPS LCD. Ngoài ra chúng ta cũng có một ưu điểm là được trang bị tần số quét màn hình 90Hz. Oppo A77s được trang bị một màn hình với độ phân giải chỉ dao động trong khoảng HD+. Và đây là một trong những điểm mình cho là hơi đáng tiếc một chút. Dẫu biết là trong một số trường hợp trải nghiệm thực tế thì chúng ta sẽ khá khó để cảm nhận thấy vệt rỗ. Tuy nhiên, với một người đã quen sử dụng những chiếc flagship hay những chiếc máy nằm ở trong phân khúc cận cao cấp, đi xuống nhìn chiếc Oppo A77s chúng ta sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Nếu như được kỳ vọng nhiều hơn thì sẽ kỳ vọng vào việc chúng ta có một màn hình với độ phân giải cao hơn mà thôi. Một vấn đề mà những chiếc smartphone Oppo tầm trung thường gặp phải đấy là độ sáng của ảnh thì đẩy lên khá cao và nó khiến cho tương phản của ảnh không tốt và ảnh cho ra không quá sinh động. Ở trên Oppo A77s trường hợp này vẫn xảy ra, độ chi tiết thì được đảm bảo. Tuy nhiên nếu chúng ta xét về độ nịnh mắt thì chiếc máy này không hề đáp ứng tốt cho chúng ta. Ngược lại thì với việc có một độ sáng ảnh cao và có sự tương tác của AI, thế nên chi tiết ảnh với chủ thể ra người sẽ trở nên mịn màng và trắng trẻo hơn đôi chút so với những chiếc máy khác ở trong cùng phân khúc tầm giá. Và phải lưu ý một chút nữa, đấy là chúng ta sẽ có một camera phụ với độ phân giải 2 megapixel hỗ trợ chúng ta trong việc xóa phông. Và ảnh xóa phông ở trên chiếc máy này nó nằm ở mức độ tương đối tốt mà thôi, nếu như chúng ta đánh giá mặt bằng chung giữa các đối thủ. Rồi, thế còn camera selfie 8 megapixel, một thông số thua thiệt hơn rất nhiều các đối thủ khác ở trong cùng phân khúc tầm giá. Cách xử lý hình ảnh thì gần như tương đồng so với đại đa số những chiếc smartphone Oppo ở thời điểm trước đó. Có thể thấy rằng Oppo là một trong những thương hiệu khá là nhàn hạ nếu như chúng ta xét về việc thay đổi thuật toán xử lý hình ảnh. Vì cơ bản thuật toán xử lý hình ảnh ở trên những chiếc smartphone Oppo chúng ta hoàn toàn có thể đoán được mà không hề phải xem video review. Dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là một chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm giá từ 6 cho đến 7 triệu đồng. Với mình thì mình không kỳ vọng quá nhiều, tuy nhiên với anh em không biết anh em đánh giá sao, xin hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Rồi, thế còn về hiệu năng, cái này thì mình không cần phải đọc thông số, không cần phải xem qua máy, mình vẫn có thể nhắm mắt và mình đọc được thông số cho anh em. Chúng ta sẽ được trang bị con chip Snapdragon 680, kết hợp với đấy chúng ta sẽ có 8GB RAM ở trên chiếc máy này. Cơ bản thì đây là một mức hiệu năng chung ở trên những chiếc smartphone trong phân khúc tầm giá từ 5 cho đến 6 triệu đồng. Không quá khó để đoán được chiếc máy này sẽ được trang bị con chip gì. Trải nghiệm khi chúng ta chơi game thì cũng chỉ nằm ở mức độ khá mà thôi. Rất nhiều video mình đã đánh giá hiệu năng ở trên con chip Snapdragon 680 này rồi, thế cho nên là mình sẽ không đánh giá lại nữa. Tổng quan về mặt hiệu năng thì chiếc máy này đáp ứng ổn trong những trải nghiệm sử dụng thực tế. Có một ẩn số được đặt ra ở đây là không biết trải nghiệm sử dụng về lâu về dài nó sẽ như thế nào mà thôi. Vì cơ bản rằng ở năm 2022, Snapdragon 680 4G không còn là một con chip quá mạnh nữa. Cuối cùng, về pin, chúng ta sẽ được trang bị một viên pin 5000mAh, cũng rất dễ đoán phải không nào. Ngoài ra, chúng ta sẽ có sạc nhanh với công suất 33W. 33W là một con số lớn ở trong phân khúc tầm giá này, một điểm mình cho rất đáng khen và là một trong những thứ khiến một bộ phận không nhỏ người dùng lựa chọn những chiếc smartphone Oppo.
Với viên pin 5000mAh thì trải nghiệm sử dụng của mình sẽ có thể sử dụng thoải mái được trong khoảng thời gian một ngày, vì không một ai chơi game nặng ở trên con chip Snapdragon 680 cả. Thế cho nên là nó hoàn toàn thoải mái. Ngược lại, nếu như các bạn có sử dụng dưới các tác vụ media nhiều thì mình nghĩ rằng chúng ta đến tầm khoảng cỡ 6-7 giờ tối khi chúng ta về nhà, chúng ta cắm sạc vào thì chiếc máy này vẫn đáp ứng cho chúng ta khá tốt. Tổng kết chung, nếu như chúng ta đánh giá về chiếc Oppo A77s này là một chiếc máy có sự thay đổi đột phá về cả ngôn ngữ thiết kế lẫn thuật toán xử lý hình ảnh về camera, hay thậm chí là thay đổi về mặt hiệu năng, thì mình nghĩ rằng anh em sẽ hơi thất vọng một chút. Đây là một nước đi tương đối an toàn của Oppo khi mà họ đem đến cho chúng ta một chiếc máy về ngôn ngữ thiết kế rất đáng khen ở trên dòng Reno 8, một mức hiệu năng mà vẫn được duy trì so với các thế hệ tiền nhiệm. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc máy này? Xin hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video hay, hãy để lại chúng mình xin một like, một share, một subscribe. Nhớ bấm chuông không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.